Và xin chào, trong cái video này mình sẽ giới thiệu một cái nét về Affleck cũng khá là hay, đó là cái kênh là Affleck. Và cái kênh này thì họ chủ yếu là cung cấp cái dịch vụ là CPI và CPO. CPI tức là chúng ta cho khách hàng cài game hoặc là cài ứng dụng thì chúng ta sẽ nhận được hoa hồng từ cái việc mà khách hàng cài game hoặc là cài ứng dụng đó. Còn CPO tức là khách hàng order một sản phẩm nào đó và họ chấp nhận thanh toán thì lúc đó mình sẽ có hoa hồng từ cái việc mà khách hàng order và nhận hàng. Và đây là cái trang chủ của cái kênh Affleck này. Và nếu như mà bạn gõ khó cái từ này thì mình có gắn cái đường link ở dưới video, thì bạn click vào cái đường link đó thì nó sẽ dẫn đến cái trang này. Và khi vào đây thì nếu mà rảnh thì bạn có thể là đọc tất cả những cái thông tin ở đây để bạn tìm hiểu rõ hơn về kênh này đó. Rồi tiếp theo thì bạn sẽ click vào cái mục là đăng ký ở đây nè, nó trở thành publisher này. Đây bạn click vào và bạn đăng ký ha, username nè, điện thoại nè, email nè, password, hoặc là bạn chọn là professional hoặc là interspy gì đó, hoặc là bạn có thể là đăng nhập bằng Facebook cũng được. Rồi nếu như mà đăng ký xong thì bạn vào đăng nhập, bởi vì mình đăng ký rồi cho nên mình không đăng ký lại. Rồi khi đăng nhập thì bạn sẽ xóa cái dòng này, xóa cái dòng register và bạn chỉ chừa là pub.applet.asia. Rồi sau đó bạn sẽ đăng nhập cái tài khoản của bạn, hoặc là bạn đăng nhập trực tiếp bằng Facebook cũng được. Bây giờ bởi vì mình có cái tài khoản rồi cho nên là mình sẽ đăng nhập bằng tài khoản của mình luôn. Rồi đây là cái giao diện chính giao diện chính của cái trang Affleck nè. Thì ở đây là cái profile thông tin nè, đấy, rồi thanh toán nè. Rồi bạn có thể chọn giao diện tiếng Anh hoặc là tiếng Việt ha. Thì mình chọn tiếng Việt đi cho nó Việt hóa dễ hơn. Rồi ở đây thì có những cái mục rất là dễ ha, như là doanh thu tháng này, đấy, doanh thu hôm nay, rồi lượng click trong hôm nay, đấy, đấy rất là nhiều. Rồi ở bên mục bên phải thì cái mục offer này nè, là những cái chiến dịch. Ví dụ như bạn chọn là tất cả offer thì nó sẽ show hết những cái chiến dịch mà bên Affleck này có. Còn nếu mà bạn chọn về CPO thì nó sẽ hiện ra đây. Ê, nhưng mà ở đây á thì nó liên kết rất là nhiều quốc gia, cho nên là nếu mà bạn bán ở Việt Nam thì bạn chỉ chọn Việt Nam thôi. Rồi bạn click vào áp dụng. Đấy, đấy là những cái sản phẩm mà họ đang kinh doanh tại Việt Nam. Đấy, hoa hồng rất là cao ha. Khi mà khách hàng order thì ví dụ như cái sản phẩm này thì mình được 200.000 nè. Đấy. Rồi những cái nào mà màu vàng thì bạn cần phải yêu cầu để bạn đăng ký. Yêu cầu thì rất là dễ, là bạn click vào đây rồi bạn gửi yêu cầu. Rồi trong thời gian sớm nhất thì admin họ sẽ duyệt cho bạn. Tốt nhất thì bạn nên gửi yêu cầu hết đi, rồi khi nào mà cảm thấy cái nào ok thì mình chạy cái đó. Đấy. Rồi đây rất là nhiều ha, chủ yếu là những cái sản phẩm về tăng cân, giảm cân hoặc là này kia. Rồi giống như cái sản phẩm này nè, mỗi sản phẩm mà order thành công thì mình có là 200.000. Ví dụ như mình chọn cái sản phẩm này, ta mình vào click vào mình lấy link ha. Đấy thì ở đây nè, nó có cái link nè, link để chạy cho Facebook nè, hoặc là link để bạn gắn trên web nè. Đấy rất là nhiều. Đấy, chạy cho Facebook nè đó, hoặc là bạn có thể tạo một cái banner ở đây. Đấy, họ cung cấp cho mình rất là nhiều cái công cụ ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái link cho Facebook, mình click vào copy link. Thì cái link này rất là dài cho nên là nếu mà bạn gửi cho bạn bè mua thì họ thấy cái link dài nó không đẹp. Thì muốn làm cho cái link mà nó ngắn gọn đẹp thì bạn vào đây, bạn gõ cái từ là goo.gl để mình rút gọn cái link đó. Rồi bạn paste cái link affiliate vào đây, rồi sau đó bạn click vào cái mục là này thì nó sẽ hiện lên đây. Bạn copy cái này thì nó sẽ rút gọn được cái link. Đấy, ví dụ mình đây nè, click phải mình dán đây, cái link rất là gọn ha. Rồi ví dụ như bạn gửi cho bạn của bạn trên Facebook để bán hàng chẳng hạn,
thì thay vì mà bạn gửi cái link dài nè, link dài thì nó đôi khi là link dài này Facebook nó ưa chặn, cho nên là mình có rút gọn cái link á, ví dụ như mình gửi cho bạn mình nè, đây bạn gửi vào tin nhắn á, thì cái link nó rút gọn nè, thì thứ nhất là nó đẹp đấy và không có bị Facebook nó chặn. Rồi bạn có thể là chạy ADS trên sản phẩm này cũng được, nếu mà bạn cảm thấy là có lãi từ cái việc mà chạy ADS, thì mỗi một sản phẩm mình bán ra được á, thì mình lãi là 200.000 nè. Rồi bây giờ ví dụ như là khi mà khách hàng click vào thì nó dẫn đến cái trang này. Đây cái trang này đấy, đây là một cái trang landing page. Và khi khách hàng click vào đặt hàng đấy, thì sản phẩm mà họ mua là 790.000 và hoa hồng mình nhận được là 200.000 trên một sản phẩm này. Đó, khách hàng chỉ cần việc là gõ họ tên và điền số điện thoại và bên phân phối họ check đúng và họ giao hàng thì mình được tiền từ cái việc là mình giới thiệu cái sản phẩm này cho khách hàng. Đó là đơn giản vậy thôi. Còn cái việc mà tạo ra thu nhập từ cái này á, thì có rất là nhiều cái video hướng dẫn ha. Rồi cái thứ hai là cái CPI. CPI tức là những cái ứng dụng hoặc là những cái game mà nhà phát hành họ phát hành ra và họ nhờ mình để quảng bá cái sản phẩm của họ. Và mỗi ứng dụng mà khách hàng cài được á thì mình sẽ có một cái giá trị tiền tương ứng. Ví dụ như cái ứng dụng là em gift này nè, khi khách hàng cài rồi á thì mình sẽ nhận hoa hồng là 8,5%. Yêu cầu họ cài thành công cái ứng dụng thôi là mình có hoa hồng. Ví dụ cái game Chu Tiên nè là mình được 11.000 ha. Đó, hoặc là đơn giản như là cái ứng dụng Lazada là cái ứng dụng mua hàng trực tuyến nè, ai cũng cần. Cho nên là khi khách hàng cài xong cái ứng dụng này á thì mình sẽ có là 2.800 đồng. Rồi cái việc lấy link thì cũng giống như nãy thôi. Đấy, bạn lấy một cái link, nó liên dụng cho Facebook nè. Đấy, lấy cái link này gửi cho bạn bè thì họ cài ứng dụng thì mình sẽ có hoa hồng từ cái việc đó. Rồi tiếp theo đây là những cái offer được duyệt nè. Đây để bạn kiểm tra ha. Đây những offer mà được duyệt thì bạn có thể dùng cái offer này để bạn quảng bá. Rồi đây là những cái báo cáo nè. Báo cáo hiệu quả về cái lượt click hàng ngày như nào. Đấy. Rồi đây là thanh toán nè. Đó, khi bạn đủ doanh thu thì thanh toán. Và cái app Black này họ hay một cái là một tháng họ sẽ thanh toán cho bạn là 2 lần. Cho nên là có thể là bạn chạy ADS để kiếm tiền từ cái CPO này cũng rất là tốt. Tại vì mỗi một sản phẩm mà mình bán được á, nè ở Việt Nam đấy, hoa hồng rất là cao ha, thấp nhất là 150.000. Như là cái sản phẩm nè, giảm cân nè, 159.000, sản phẩm này ai cũng cần ha, cho nên là có thể là bán được. Rồi đó là một số cái giới thiệu cũng như là chọn sản phẩm cũng như là lấy link từ cái trang mà Affleck này. Đấy, đơn giản vậy thôi. Rồi nếu như bạn có thắc mắc gì thì có thể là comment ở dưới cái video này để có thể là trao đổi thêm. Rồi nếu như cảm thấy cái video này hữu ích thì nhớ like, share và subscribe dùm kênh của mình.